Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc bắt đầu suy yếu, tuy nhiên về sáng sớm vẫn có mưa và sương mù, trời rét. Nhiệt độ tại các tỉnh đồng bằng dao động quanh ngưỡng từ 21 đến 28 độ C, còn các tỉnh vùng núi cao thì nhiệt độ sẽ là dưới 15 độ. Và càng về trưa chiều thì nhiệt độ sẽ càng tăng cao và trời hửng sáng hơn. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ thì sẽ có nắng với nhiệt độ là từ 29 đến 31 độ C. Cũng do tác động của không khí lạnh nên các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Nghệ An, trời se lạnh, có mưa vài nơi, khiến cho cảm giác lạnh sẽ càng tăng thêm và từ trưa chiều thì trời sẽ hửng nắng nhẹ. Các tỉnh còn lại của khu vực miền Trung, từ Nghệ An trở vào cho đến tận Bình Thuận, trời nắng với nhiệt độ cao từ 29 cho đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết nắng nóng vẫn được duy trì, chỉ có đêm và sáng thì thời tiết mát mẻ hơn, đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên do ảnh hưởng của địa hình nên các tỉnh vùng cao nguyên như là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông có nền nhiệt độ thấp từ 20 đến 30 độ C. Nam Bộ về đêm và sáng sớm mức nhiệt cao hơn, phổ biến trong ngưỡng 24 đến 27 độ. Ban ngày thì nhiệt độ tại hai khu vực này sẽ tăng cao, khoảng từ 32 cho đến 35 độ tại khu vực Tây Nguyên và 33 đến 35 độ tại khu vực Nam Bộ. Và mặc dù là có nắng nóng duy trì cả ngày, thế nhưng về chiều tối vẫn xuất hiện mưa dông với thời đoạn ngắn trên cả hai khu vực này. Bà con cần phải cảnh giác với các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.